Về mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, Nghị định 61 của Chính phủ quy định mức vay một dự án tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Các mức vay trên được nâng lên đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Mức vay tối đa là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Về lãi suất vay, Nghị định 74 sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2019.